Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam núi trái siêu mini ha. Cây này từ cổ rễ cao lên chỉ khoảng tầm 3-4 cm thôi. Có gốc nọ to, tót ngọn ha. Cây này cũng có cái đường thanh lắc khá là đẹp nè. Cây đã được em định hình cái bộ chi tàn này ha. Này em mới lật lá. Về mình có thể ép nó vô một cái chậu gốm nhỏ này, khi nó bung mầm mới ra sẽ rất là đẹp ha. Đây, về mình có thể ép nó vô một cái chậu mini như thế này nè. Cây có đường thanh lắc và gốc nở to ha. Giờ rồi em xin giao lưu cây sam núi mini lùn lực này với giá là 130.000 em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.